xem thế nào nha. Chơi. Chơi nha. Wow. Xin chào anh em, chào mừng em trở lại channel YouTube của Thea Rasker. Mình là Phạm Trọng Thi và hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Thủ Đức. Và hôm nay mình sẽ gặp một tài năng bóng đá nhí, chỉ mới 9 tuổi thôi. Đó là bé Anh Kha. Chào con. Chào. Con tên đầy đủ là gì, giới thiệu mọi người biết nè. Bùi Minh Anh Kha. Bùi Minh Anh Kha hả? Con năm nay bao nhiêu tuổi? Hôm nay con 9 tuổi. 9 tuổi, à, con tập bóng đá được bao lâu rồi? Dạ, 2 năm. 2 năm, dạ, con fan mộ ai nhất? Dạ, Ronaldo. Ronaldo mà Al Juve. Con đang tập câu bộ nào nè? Dạ, Juventus. Juventus luôn, trời ơi, một Ronaldo nhí tại thành phố Thủ Đức anh em ơi. À, con giỏi gì nhất trong bóng đá nhỉ? Sút, chuyền, tân, rừa, rê này nọ. Sút hả? Ok, lát nữa sẽ có những màn thử thách sút rất là thú vị, mọi người chờ xem nhé. Chuyền long nha. Yeah, hay quá. Lòng rất gọn gàng. Bắn ngoài nè. Yeah. Yeah. Tiếp tục bắn ngoài. Ok. Gầm vậy nè. Hay dữ ta. Rất khéo léo. Tiếp tục lâu. Khởi động nhẹ nhàng. Chuyền rất là gọn gàng. Đầu cái nha. Ui. Đầu. Đây có 10 marker nè. Lừa dầm lên, dầm về. Coi được bao nhiêu giây nha. Mà nhắm được bao nhiêu giây? 30 giây. 30 hả? Có vẻ hơi khiêm tốn. Nhưng mà mình nghĩ là chắc chỉ khoảng 15 đến 20 giây thôi. Nha, tự tin nha. Rồi, về cái đi. Chuẩn bị nha. Nói bắt đầu là chơi nha. 3, 2, 1, action. Kỹ năng rê bóng rất là tốt này. Quá tuyệt vời luôn. Chỉ mới có 8 giây thôi. Wow. Rất hay, tuyệt vời quá. 16 giây 85. Quá hay luôn. Một vận tốc đi nhanh chóng mặt như Ronaldo. Mọi người thấy hay nhớ cho like cho anh Kha CR7 nha. Từng bóng chuyền nè. Wow. Từng mu à. Yeah. Hay quá. Đánh đầu cũng thành nè. Yeah. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, hết giờ. 35 cái, quá hay luôn. Tuyệt vời, nhưng mà tân một chân thôi. Rồi, làm step over bá trong. Lắc mọi người, dứt điểm ghi bàn. Ok không? Chơi. Yeah, trời, sút góc A luôn. Step over ở ngoài nha. Vô. Lực sút rất tốt anh em ơi. Kỹ năng rất tuyệt vời luôn. Rồi, hai lần step over. Được không? Double step over. Ok, chơi. Quá hay. Có một bạn thủ môn ở đây rồi. Bạn này sẽ bắt gôn. Vô. Cần đẩy đà tới không? Đặt chết vậy mà. Ok. Vô. Báo tiên. Wow. Rất tốt luôn. Vô. Wow. Chơi.
Wow. Wow. Quả này thì bị cản phá thôi. Quả cuối cùng. Wow. Quả hay. Tuyệt vời luôn. Wow. Ngay góc luôn. Rồi hai. Wow. Chính tuổi xuất kinh thế. Chào. Quả hai. Nãy giờ sút ở giữa này góc rộng. Không ôm đỡ không được đúng không? Chuyển qua sút góc hẹp. Xem thế nào nha. Ok. Chơi nha. Wow. Sút góc cỡ đó thì ai bắt nữa giờ. Quả nữa. Yeah. Chủ ngay thủ môn. Wow. Sự cột dọc trong gang tấc. Quả cứa lòng. Yeah, quá hay. Sút quá tuyệt vời luôn. Cố lên. Trời. Sút ác quá. Chịu không nổi. Ok, rồi cảm ơn em. Mình qua mình chơi đá sàn ngang tí xíu đi nè. Giờ đây có hai quả banh nè. Chúng một quả, câu một quả. Đá cùng lúc, chúng sàn ngang. Chờ. Giờ. Yeah. Bye. Hoàn thành video clip cùng với lại bé anh Kha CR7 thì có những cái cú sút rất là mạnh và những kỹ năng rê bóng rất là tuyệt vời. Nếu anh em thấy hay thì nhớ cho mình một like, một subscribe cho Kha nha. Rồi mình là Phạm Thi. Còn tên là anh Kha. Anh Kha, xin chào, hẹn gặp lại.